Xin chào chị ạ, và hôm nay tôi chia sẻ đến anh chị một câu nói đi. 49 chưa qua năm 3 đã tới này. Và hôm nay chủ đề chính là vận hạn, vận trình 6 tháng cuối năm năm 2021 Tân Sửu của người Quý Sửu sinh năm 1973, bạc Mộc. Và năm nay chính xác là năm 49 tuổi. Ứng với cái câu nói vừa rồi thì tôi đi qua 3 phần nhé. Phần tuổi hợp, tuổi kỵ để chọn đối tác làm ăn để tránh cái tuổi xung khắc. Phần tổng quan năm 2021 để xét năm, rồi là xét năm đoán tháng, tại vì năm quán tháng mà chúng ta sẽ tỷ lệ một chút, tháng mà năm mà tốt thì tháng có xấu thì cái tháng đấy nó không xấu lắm, còn năm mà tốt tháng mà lại tốt nữa thì nó lại càng tốt, đúng không ạ? Và phần cuối cùng là phần xét về vận trình 6 tháng cuối năm của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Thì đầu tiên về tuổi hợp, tuổi kỵ thì chúng ta có tuổi Quý Nhân là tuổi Mão và tuổi Tỵ, thiên lộc là tại Tý, thiên mã là tại Hợi. Tuổi hợp là Tỵ Dậu Tý, trong đó là có tam hợp là Tỵ Dậu Sửu tam hợp đấy, Tý mới Sửu là nhị hợp ạ. Thiên can hợp thì là tại Mậu, Mậu ký hợp hóa hỏa, và tuổi kỵ là Sửu Mùi xung nhau, thiên can kỵ là Đinh và Kỷ. Thì kết hợp lại sẽ là tuổi Dất kỵ sẽ là Đinh Mùi và Kỷ Mùi, và còn tuổi hợp thì kết hợp lại là thiên can hợp là Mậu. Chúng ta có Mậu Tý rất là tốt anh chị nhé, đặc biệt là Tý. Tý là tuổi nhị hợp thiên lộc với tuổi Sửu, thành ra cái mức độ cát lành của nó là cực kỳ cát lành. Và hơn thế nữa thì nếu mà được Mậu Tý thì lại càng tốt, tại vì nó là thiên can địa chi đều hợp. Tiếp theo là phần tổng quan năm 2021, thì đầu tiên là một tuổi thì được hình thành từ thiên can địa chi nạp âm ngũ hành, rồi là cái tuổi tuổi đây là tuổi âm thì sẽ hình thành kim lâu hoang ốc rồi tam tai rồi cửu diệu, thì chúng ta phải xét tất cả thì nó mới ra được một phần nào đó cái hạn của một con giáp. Về mặt thiên can thì anh chị thấy là thiên can là tương sinh cùng dấu, tương sinh trái dấu thì tốt hơn này chị ạ, tại vì nó có âm có dương, nhưng về cơ bản tương sinh là tốt rồi, nó sẽ có những cái sự thuận lợi, những sự may mắn về công danh, về tiền bạc, về tình duyên gia đạo trong cái năm này thì thiên can là tốt rồi này. Địa chi là tỷ hòa tương đồng này, nạp âm thì ngũ hành là khắc xuất tức là chế ngự được cái môi trường bên ngoài. Ví dụ như là trời nắng thì chúng ta có điều hòa, tức là chế ngự môi trường, trời mưa thì trời lạnh thì chúng ta có áo ấm, trời mưa thì chúng ta có ô, có dù, có áo mưa, vân vân. Đấy chính là khắc xuất tức là môi trường bên ngoài có xấu nhưng mà chúng ta vẫn chế ngự được, thì về cơ bản vẫn là ở phía trên. Tiếp theo thái tuế thì Sửu gặp Sửu thì bất kỳ Sửu nào gặp năm Sửu thì đều là gặp thái tuế hết. Gặp thái tuế thì thường sẽ gặp tứ linh là một, gặp khốc, gặp hư là hai. Thì năm nay là người tuổi Quý Sửu là gặp thái tuế, gặp tứ linh, gặp thiên khốc, thiên hư. Gặp thái tuế, gặp tứ linh thì được thần linh trợ giúp mách bảo, có những cái gì mà khó khăn thì sẽ được thần linh mách bảo. Và gặp thái tuế thì sẽ có nhiều cái sự kiện biến động lớn trong đời. Anh chị cứ tưởng tượng như thái tuế là một ông vua, thì khi gặp vua thì sẽ ra sao? Có hai trường hợp, một là tốt, hai là rất tốt hoặc rất xấu. Nói chung là vua vua thì làm những cái việc lớn thôi, gặp vua thì chỉ có tốt hoặc xấu thôi, không có việc là bình 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 thường đâu. Một là thăng quan thiên chức, hai là có thể bị tù này rồi chém đầu vân vân. Và khi có tứ linh thì sẽ được thần linh trợ giúp, thì ngoài ra lại năm nay gặp cả khốc hư và phá toái, thì thành ra năm nay là người tuổi Quý Sửu là sẽ gặp những cái hạn mà bị những kẻ tiểu nhân và phá đám này, và khốc hư là hai giọt nước mắt rồi, thì sẽ xảy ra những hiện tượng mà buồn phiền một chút. Nhưng mà cái mức độ buồn phiền ở mức gọi là mức mức chính xác là mức vừa phải thôi, tại vì ở đây trường hợp này là tứ linh nó chiếu, nó trợ giúp. Tiếp theo là kim lâu thì không bị, rồi hoang ốc thì gặp nhất cát, thì một phần làm nhà là được tuổi nhé, được tuổi làm nhà. Còn còn cái đất làm nhà tốt hay không lại vào khía cạnh khác. Tam tai lại có bị này, như vậy kết hợp giữa thái tuế và tam tai thì năm nay nói chung là một cái năm thực sự là khá là đen đủi đối với những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Nói chung là một năm vất vả, bởi vì đây là năm tam tai cuối cùng, lại xuất hiện thêm cả thiên khốc thiên hư. Mặc dù may mắn là được thiên can tương sinh này, địa chi tương đồng, và nạp âm ngũ hành thì cũng khắc xuất, thì về cơ bản cũng có thể chế ngự được cái môi trường bên ngoài, dùng lời ăn tiếng nói vân vân. Tiếp theo thì về mặt sau cửu diệu thì nam
nữ sẽ vất vả hơn nam. Nói chung năm nay năm 1973 thì nam sẽ nữ sẽ vất vả hơn nam rất nhiều. Thực ra thì tuổi 49 53 thì về cơ bản là hạn hạn là nó như vậy. Còn như như anh Hoài Linh, anh làm người nổi tiếng thì chúng ta biết tới thôi. Còn rất nhiều những anh chị mà sinh năm 1973 49 tuổi cũng sẽ gặp những cái hạn mà nó có chung là nó chủ về đen đủ. Và đặc biệt là nữ ấy. Nữ là gặp sao Thái Bạch Kim Tinh, chiều Dương Tinh. À, sau này chủ về hao tài, tốn của, tiểu nhân quấy phá, rồi đề phòng quan sự, đề phòng bi lại và đặc biệt xấu vào tháng 5. Và kỵ màu trắng anh chị nhé. Kinh doanh thì phải hết sức cẩn thận, ký tá rồi là giao dịch hợp đồng phải cực kỳ cẩn thận đấy với đối với nữ. Đối với nam gặp sao Thái Âm thì về cơ bản là bất lợi, cái sao này nó là tốt, nó là mặt trăng, nó là vì sao đêm. Nhưng mà nó lại hợp với nữ hơn, thành ra là nó cũng tốt nhưng mà nó tốt với nam thì ít, tốt vào tháng 9 và kỵ tháng 10. Năm nay gặp nam gặp sao Thái Âm thì gặp những cái điều tốt mà nó ngoài cái sự mong đợi của mình. Nó xảy ra bất ngờ thôi. Nó xảy ra bất ngờ, nếu mà Thái Dương thì nó xảy ra là theo đúng cái tính toán, nhưng mà Thái Âm thì nó sẽ xảy ra ngược lại. Tại vì đây là nam mà. Còn nữ gặp sao này thì vẫn có bệnh tật và không nên sinh đẻ. Và nam nói chung thì vẫn có một chút danh lợi hỷ sự. Về cơ bản năm nay thì nữ sẽ xấu hơn nam khá nhiều đấy. Còn nam xấu mức độ vừa phải, kết hợp thêm với hướng nhà thì cái việc công danh tài lộc rồi là các cái hung họa rồi là bệnh tật cô quả thì nó sẽ hiện ra hết đấy ạ. Ví dụ nhà các anh chị mà vào phải bốn hướng tốt, hướng nam là một này, hướng tây là hai này, hướng đông bắc và hướng đông là 4 1 2 3 4, bốn cái hướng này, đông tây đông bắc và đông, thì bốn hướng này chủ văn chương cái thế này, công danh có tài lộ quan lộc nó thuận lợi này, sự quý hiển sự nổi tiếng rồi là đinh tài đều vượng, bất động sản gia tăng tại bốn cái hướng này nó như vậy. Còn hai cái hướng đông nam và hướng bắc thì chủ về bệnh tật, chủ về cô quả, chủ về tai nạn, chủ về nguy hiểm, chủ về tang gia vân vân, nói chung rất là nhiều điều xấu, thì anh chị nên hết sức cẩn thận giữ gìn sức khỏe ở trong nếu mà nhà anh chị là hướng đông nam hoặc là hướng bắc thì nên chú ý về mặt sức khỏe, hết sức chú ý nhé. Còn hai cái hướng này thì lại chủ về mặt thị phi, tiểu nhân quấy phá, chủ về tranh chấp, chủ về kiện tụng, chủ về tranh quyền đoạt lợi, tranh giành, thì hai cái hướng này nó như vậy, tây bắc và tây, và nó sẽ ứng với những cái thành viên tương ứng với những hướng nhà, ví dụ như hướng nam thì là trung nữ, hướng tây thì là út nữ, hướng đông bắc thì là út nam, hướng đông thì là trưởng nam. Về cơ bản thì năm nay sẽ là năm vất vả nhất của người trưởng nữ và người trung nam. Còn người cha người mẹ trong gia đình sẽ dính phải họa thị phi, sự trộm cắp, tiểu nhân hãm hại rất là nhiều. Còn về mặt nhân quả thì anh chị cứ để ý một chút thôi. Nếu mà anh chị gặp cái vận hạn xấu mà anh chị vẫn tốt thì tức là nhân quả tốt, và ngược lại. Còn thời vận thì hiện tại trong thời dịch Covid thì ai cũng khó khăn chung, cái đấy thì cũng đã không tránh được. Nó là một cái yếu tố để xét. Đôi khi là vận hạn tốt nhưng mà gặp cái thời vận nó xấu. Ví dụ như anh chị có vận hạn tốt mà kinh doanh nhà hàng hoặc du lịch hoặc là hàng không, xe vận tải năm thời điểm này thì nói chung vất vả. Tại vì cái thời vận này nó cai quản tất cả các con người, rồi là các cái công việc ngành nghề nó phụ thuộc hết vào cái này rồi. Và vận trình 6 tháng cuối năm của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tháng 7, tháng 8 là nạp âm ngũ hành là thuộc hỏa, mộc sinh hỏa, tức là sinh xuất thì chủ về tốn hao sức khỏe, nhưng mà bù lại là xuất hiện chính tài và thiên tài, thì thành ra là cái tiền tài nó gia tăng, đặc biệt là tháng 8 là tháng tam hợp đối với tuổi, tiền tài nó gia tăng, mà nói chung là lao động nhiều, tiền tài tăng thì sức khỏe nó đi giảm, thì chị nên chú ý cái mặt sức khỏe. Tháng này nói chung là tiền kiếm được nhiều thì gia đình nó ổn định tốt. Tháng 9, tháng 10 cũng tốt. Tháng 10 thì hơi kém một chút nhưng mà tháng 9 thì tốt. Tháng 9 là chính quan, mậu quý lại hợp với nhau, thành ra là công việc tháng 9 rất là tốt, thu được nhiều cái thành quả như ý. Còn tháng 10 thì có thể bị phá. Tháng 10 thì phải nên cẩn thận, nó là thất sát. Quan nhiều thì hóa sát hóa quỷ. Thì tức là nó khắc mình thái quá thì nó sẽ không hay. Còn tháng 11 và tháng 12 thì là ấn. Ấn xuất hiện để bảo vệ chức quyền, quyền hành, tức là bảo vệ quan. Thì cái tháng 11, tháng 12 cũng là một cái tháng tốt dành cho tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, đặc biệt về mặt
chức quyền về mặt quyền uy quyền thế, thì đảm bảo được cái mặt này thì về mặt công danh tài lộc thì nó sẽ được tốt khá là nhiều đấy. Và anh chị chú ý nhất là tháng 10 rất là xấu, tháng 8 thì nói chung là nguồn tài nó sẽ rộng rãi, còn tháng 7 thì cái nguồn tài nó sẽ ổn định. Tháng 8 thì nguồn tài nó rộng rãi, nó bất ngờ, nó từ nhiều nguồn. Còn tháng 9 thì công việc ổn định, tháng 10 thì công việc nói chung là nó có nhiều sự bất chắc xảy ra. Tháng 11, tháng 12 thì ở mức ổn định cao. Kết hợp với cửu diệu nam nữ thì ở đây nam là kỵ tháng 10 và nữ thì xấu vào tháng 5 thì qua rồi. Thì các anh nam chú ý vào tháng 10 nhé. Đây, tháng 10 thì tôi vừa chia sẻ rồi. Ở trong đây về mặt thập thần thì nó khá là xấu, kết hợp với cửu diệu thì nó càng xấu. Anh chị chú ý nhất vào tháng 10. Thì trên đây là bài chia sẻ của tôi về vận trình 6 tháng cuối năm 2021 của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, 49 chưa qua, 53 là tới. Có thực sự là có nhiều cái biến động, nhưng cái biến động này về cơ bản là nó cực kỳ biến động để chúng ta rèn luyện, để đón chờ những cái vận hạn nó tốt hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo.